Alo mọi người. Hôm nay là sinh nhật câu lạc bộ lần thứ hát vì niềm đam mê, sinh nhật lần thứ tư tổ chức tại Thái Nguyên. Trời ơi, cái này là cái thành tựu của ta. Mọi người đang ra để check in để trước khi vào chương trình chính thức. Kính thưa quý vị, đăng kiến về trung tâm sân khấu ngày hôm nay, tất cả các quý đại biểu, thành quý và thưa quý vị, xin mời.